Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tiệm đồ cổ á xá của tác giả Huyền Sắc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Tiệm đồ cổ á xá quyển 1 Huyền Sắc Chương 1 Gương cổ 1 Hà Diệt Giao mê mẩn nhìn cái gương cổ tròn trong tủ kính trước mặt, mắt không chớp lấy một cái. Nếu thích thì có thể lấy ra xem một chút. Ông chủ cửa hàng đồ cổ khẽ cười nói, ngữ khí ôn nhu khiến người ta cảm thấy có thiện cảm. Hà Diệt Giao liên tục gật đầu, tuy rằng cô biết không thể mua nổi tấm gương cổ này, nhưng cô vẫn muốn cầm nó trong tay, sờ một chút. Ông chủ mở khóa tủ, lấy gương đồng ra, vật này là một tấm gương đồng hoa văn hình cá rất hiếm thấy ở thời Hán, bởi vì gương đồng thời Hán thường lấy tứ thần long hổ phượng điều làm hoa văn phẩm chất của tấm gương hồng lục tú này vô cùng tốt, nghe đồn chính là món đồ yêu thích của danh tướng thời Hán hoặc khứ bệnh, tiểu thư cũng thật tinh mắt. Hà Diệt Giao cẩn thận cầm gương đồng, chăm chú nhìn bốn con cá chép sống động tinh xảo lùi lên ở mặt trái gương. Hoa văn điêu khắc đơn giản mà uyển chuyển, hình thái khác nhau, thực giống như đang vui vẻ bơi lội trong nước. Cái gương đại khái chỉ lớn bằng bàn tay cô, thân gương rất mỏng, vô cùng nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Hà Diệp Giao thầm nghĩ không biết liệu cái gương này có phải đồ giả hay không, nhưng khi cô lật xem mặt gương loang lổ thì lại có chút không chắc chắn. Mặt gương tạm coi là bằng phẳng, tràn đầy vết xước, từng vết đều đại biểu cho những thử thách của năm tháng. Thấp thoáng có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của cô ở trong gương, Hà Diệt Giao cảm nhận được một loại mỹ cảm mơ hồ, không cam lòng đặt gương xuống. Trên đường đến lớp học thêm cô vô tình đi vào cửa hàng đồ cổ này, bởi vì cái tên á xá kỳ quái của cửa hàng đã thu hút cô. Cô hiếu kỳ hỏi ông chủ vì sao gọi là á xá. Ông chủ đáp, mỗi món đồ cổ trong tiệm đều có câu chuyện của chính nó, chứa đựng rất nhiều năm, nhưng không ai lắng nghe, bởi vì chúng không thể nói chuyện. Cho nên đặt tên là á xá, á xá bằng môi nhà câm. Tuy rằng nơi này thật cũ kỹ, cũng không buôn bán gì, Xong cô biết nếu cửa hàng này trưng bày toàn đồ thật thì một học sinh cấp 3 như cô đây không thể nào mua nổi. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị quay người rời đi thì phát hiện cái gương cổ này. Cô muốn có nó, làm sao bây giờ? Cô không muốn buông tấm gương ra, cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái này như chạm đến tận đáy lòng cô. Trong đầu Hà Diệp Giao đột nhiên hiện lên một cái cớ vô cùng hoang đường. Ông chủ, câu lạc bộ trường em muốn diễn một vở kịch cần dùng đến một tấm gương cổ, có thể cho tụi em thuê dùng một tháng được không ạ? À? cô nghĩ cô chỉ nhất thời ham thích cái mới lạ, một tháng sau có lẽ cô đã không còn thích cái gương bẩn như vậy nữa rồi. chỉ là ngay cả bản thân cô cũng thấy yêu cầu này rất vô lý. đang muốn nói thêm vài câu cứu vãn tình hình thì bất ngờ nghe thấy một tiếng được từ ông vừa trẻ tuổi của cửa hàng đồ cổ này. hà diệt giao ngây người một lúc, sau đó liền hưng phấn hỏi cần thế chấp cái gì? bao nhiêu tiền mới đủ. Kết quả đối phương chỉ muốn mượn thẻ học sinh của cô để ghi sổ, mấy thứ khác đều không cần. Tiền thế chấp thì tùy tiện là được rồi, 10 đồng đi. Đơn giản vậy sao, Hà Diệt Giao có chút hối hận, biết sớm như vậy thì trực tiếp hỏi giá cho rồi. Có lẽ do cô nghĩ nhiều quá, gương đồng này chỉ là đồ giỏm, nhưng cô đã nói muốn thuê rồi, đành phải dùng tên mình để đăng ký. Cô quyết định nếu sau một tháng, cô vẫn thích chiếc gương cổ này thì nhất định sẽ đến hỏi giá tiền. Người chủ tiệm trẻ tuổi nhìn tên đăng ký, đôi mắt dài nhỏ càng hiện lên sự rào hoạt, món tay xẹt qua chữ dao, nói nhỏ, đúng rồi, còn có chuyện. Chuyện gì? Hà Diệt dao cầm chiếc gương cổ không buông tay, nghe lời nói này của anh ta thì theo phản xạ ngẩng đầu lên. Có một việc cô phải nhớ kỹ, tấm gương này tuyệt đối không thể trả lau, tuyệt đối không được. Lúc nghe những câu nói này, Hà Diệt Giao Hoàng hốt nhìn chủ tiệm khóe miệng anh ta hiện lên ý cười quỷ dị, nhưng cô không chú ý đến. Vào lúc đó, cô chỉ đem chiếc gương vào trong cặp, vội vã đi đến chỗ học thêm. Buổi tối, sau khi Hà Diệt Giao làm xong bài tập, mới mở đèn bàn, đem chiếc gương cổ ra cẩn thận nhìn ngắm. Mờ như vậy, sao nữ nhân ở cổ đại có thể trang điểm? Hà Diệt Giao nhìn mặt kính không rõ hình bóng mình ở trong đó, nhìn không được trầm giọng nói. Cô xem trên mặt kính loang lổ hoa ngân, vốn định cầm nước sát trùng để lau màn hình máy tính mà lau chùi, nhưng tay vừa đụng đến mặt kính, lại nhớ đến lời dặn dò của chủ tiệm. Có một việc cô phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lau chùi, tuyệt đối không được. Hà Diệt dao bất đắc dĩ buông chai nước sát trùng xuống, đoán chừng chắc chắn gương đồng này là đồ giỏm, chủ tiệm sợ cô lau chùi thì nó sẽ trông như mới đây mà, ha ha. Ngay lúc cô buông chiếc gương xuống, lơ đãng nhìn thoáng qua lại khiến cho tim của cô đập nhanh một nhịp. Bởi vì cô phát hiện ra trong gương có một bóng người mơ hồ. Người đó dường như không phải là cô. Ít thì lên đầu cô sẽ không mọc thêm một búi tóc như vậy. Hơn nữa khi cô di chuyển thì bóng người kia vẫn đứng im. Ngươi, ngươi là ai? Hà Diệt Giao nhịn không được lên tiếng hỏi. Không có phản ứng. Cô thở ra một hơi, dụi mắt, tự chế diễu mình hoa mắt ngay khi cô chuẩn bị bỏ cuộc trong căn phòng yên ắng đột nhiên truyền đến một âm thanh hư ảo ngươi ngươi là ai thanh âm nhẹ nhàng đến nỗi hà diệt giao tưởng mình bị ảo giác nhưng giây tiếp theo cô chết đứng chừng mắt nhìn chiếc gương trong tay mình là ai lần này thanh âm rõ ràng hơn một chút đúng là trong mặt gương truyền ra dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn hoa ngân trên đó càng thêm rõ ràng nhưng lần này Hà Diệt Giao nhìn rất rõ ràng, hình ảnh mơ hồ trong gương không phải là cô. Ngươi là ai? Người trong gương kia hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, liền la lớn. Tôi không phải là ai cả. Tôi tên là Hà Diệt Giao. Hà Diệt Giao nhỏ giọng tức giận dùng cổ ngữ, đầu đầy hắc tuyến, mình không phải bị thần kinh. Hay là tại gương đồng này không phải đồ giòm, mà bên trong nó đang phong ấn một hồn ma. Ta là hoác khứ bệnh lần này thanh âm trong gương phát ra nhanh hơn nhiều, hơn nữa cũng rõ ràng hơn, còn có thể nghe được ra đây là tiếng của nam nhân. Choang, gương từ tay cô rơi xuống, rớt xuống bàn, phát ra thanh âm thật lớn. Tiểu giao, con còn chưa ngủ sao? Đã 10 giờ rưỡi rồi, ngày mai con không cần đi học sao? Mẹ của Hà Diệp Giao đứng ngoài phòng gõ cửa, Hà Diệt Giao nhanh tay đem chiếc gương cổ kẹp vào trong quyển sách, sau đó tắt đèn nhưng nằm trên giường lại trằn trọc suy nghĩ, đó là u hồn ngàn năm sao. Đường đường là đại tướng quân hoắc khứ bệnh lại bị nhốt trong gương cổ. Hà Diệt Giao phát hiện, những lúc bình thường, mặc kệ cô làm gì chiếc gương này cũng không có phản ứng, chỉ có buổi tối đúng 10 giờ gương mới biến đổi. Ngươi là hoắc khứ bệnh, là vị đại tướng quân rất nổi tiếng thời Hán sao? Tướng quân, ta bây giờ chỉ là giáo úy thôi, nhưng rất nhanh sẽ trở thành tướng quân trong sách viết ngươi là tướng quân hôm nay hà Diệt giao cố ý đến thư viện mượn sách lịch sử thời hán chẳng lẽ chỉ là con ma cùng họ cùng tên ha ha không biết ngươi đang nói sách gì còn ngươi chết như thế nào sao lại ở trong chiếc gương đồng mà gì cho ta lời nói của hắn làm cho hà Diệt giao hoảng sợ cô đã chết đã chết khi nào vội vàng lấy tay nhau má ô đau quá ta sống rất tốt đang đi học đang đọc sách hử vậy sao ngươi nói cái gì mà ông đây đã chết ta đây cũng sống rất tốt đang cưỡi ngựa đang bắn tên hà diệt dao ngây người cô không chết hắn cũng không chết như vậy thì chiếc gương này có thể vượt qua thời không liên kết hai thế giới sao này nếu ngươi nói mình không phải ma nữa thì hãy hiện ra để ông đây nhìn xem diện mạo của ngươi đừng bởi vì nhan sắc xấu xí của mình mà không dám gặp người khác Hà Diệt Giao sớm đã quên lời cảnh cáo của chủ tiệm dặn dò cô không được lau chùi mặt gương, nhẹ nhàng lau chùi mặt gương. Sau khi trà lau một chút, mặt gương sáng hơn một chút, đến lúc tay nàng mỏi đến rụng rời mới nghe được thanh âm chiêu tức nói, u. Tóc tai bù xù, còn nói không phải ma nữa. Hà Diệt Giao đem cuốn sách đặt lên gương cổ, mặc kệ bóng người trong gương kêu gọi thế nào, leo lên giường đi ngủ. Cứ như vậy, để đó đúng ba ngày. Bài tập trên lớp học thêm và bài giáo viên trong trường giao cho làm cô không còn thời gian suy nghĩ chuyện khác. Cho đến mấy ngày nào cô vô tình lật mở tài liệu tham khảo, đột nhiên phát hiện tấm gương đồng kẹp trong cuốn sách. Mấy ngày qua không nghe thấy những từ ta, người không rõ ràng của hắn, ngược lại cảm thấy rất nhớ. Hà Diệt Giao đem gương cổ dựa vào chồng sách tham khảo, đang muốn cúi đầu làm bài tập, nhìn tóc mình rũ xuống, lại nhớ đến lời nói của hoắc khứ bệnh. Vội buộc tóc đuôi ngựa, bắt đầu học bài. Cho đến 10 giờ, quả nhiên đã nghe tiếng chiêu tức từ gương đồng, đã lâu không gặp. Đã một tháng rồi, à, đầu đã buộc lên rồi, không phải ma nữ không thể chạm vào tóc của mình hay sao? Hà Diệt Giao đặt bút máy trên tay xuống, cắt ngang những lời hắn nói, người mới là ma nữ. Không đúng, người nói cái gì một tháng, chỗ ta mới ba ngày thôi, cô nhìn lại gương đồng phát hiện mặt kính so với lần trước đã rõ hơn một chút có thể mơ hồ thấy ánh nến bên kia còn thấy hình dáng nam nhân kia huy nữ nhân ngươi cô lau mặt gương lần nữa đi lần trước sau khi cô lau ta rất muốn nhìn rõ hơn chút nữa hoác khứ bệnh học cách nói chuyện của hà diệt giao sửa lại từ ta ngươi mặc dù không quen nhưng hắn cũng cảm thấy rất mới lạ hà diệt giao nhìn bài tập mình đã làm xong cầm lấy chiếc khăn trên bàn bắt đầu lau Ngươi nói một tháng không gặp tôi. Sao lại như thế? Trước kia ngươi có thể thấy tôi vào lúc nào? Lần đầu là mùng 1 tháng 6, sau đó là 11 tháng 6, mà hôm nay đã là 11 tháng 7 rồi. Tôi nhớ rất rõ, mùng 1 tháng 6 tôi đi lên rừng săn bắn, có uống hơi nhiều rượu, lúc quay về thì thấy cô trong gương. a à, chẳng lẽ thời gian của chúng ta không đồng nhất, có lẽ chiếc gương cổ này giống như webcam, nối thời không với nhau chẳng qua đường truyền quá dài nên nó bị chậm trễ nhưng sao khi chúng ta trò chuyện nó không thay đổi nữ nhân mời nói những lời mà ta có thể nghe hiểu được webcam là gì đường truyền là cái gì hoắc khứ bệnh chăm chú lắng nghe nhưng hắn phát hiện nghe lại không hiểu webcam chính là camera kết nối đến máy tính trên đó có màn ảnh mà quên đi coi như tôi chưa nói hà diệt giao đảo mắt cảm thấy được mình và cổ nhân sao lại nói về webcam bọn họ chỉ biết kính thông thiên huy người cũng lau đi đừng bắt tôi phải làm một mình chứ tôi lau gương trong tay tôi rất mới rồi đã rất sáng lau cái gì mà lau hoác khứ bệnh búng búng vào gương nữ nhân khi tôi búng tấm gương cô có đau không người ta nói nếu làm hỏng đồ vật hồn ma sống trong đó cũng sẽ bị đau đau cái đầu ngươi Hà Diệt Giao nhìn mặt gương, tưởng tượng đó là mặt hoắc khứ bệnh, mạnh tay dùng sức cỏ, tôi đây mới không phải là ma nữ. Biết rồi, cho nên tôi chỉ gọi cô là nữ nhân thôi. Người nào đó nói rất khí phách. Hà Diệt Giao hận nghiến răng nghiến lợi, lại lau kính mạnh hơn, một lát sau thanh âm khiến người ta chán ghét kia lại vang lên. Nhìn thấy cô rồi, gì thế kia, mấy đại thúc kia đúng là gạt người, mà nữ nào có xinh đẹp tuyệt trần chứ bộ dáng dọa người mới đúng nói nhảm hà diệt giao trực tiếp đem chiếc gương úp xuống bàn sau đó cầm quyển sách đập vài cái để phát tiết bộ dáng cô dọa người hà diệt giao không nhịn được nhìn vào tấm gương trang điểm trên bàn trong đó phản chiếu một gương mặt thanh tú đáng yêu mắt tên kia có vấn đề nói gì mà cưỡi ngựa bắn tên không tự bắn chúng chính mình đã là giỏi lắm rồi gương cổ không ngừng truyền đến tiếng kêu nữ nhân nữ nhân Hà Diệp Giao lấy tay vuốt những hoa văn trên mặt trái gương, nhớ đến lúc nãy trước khi đem tấm gương úp xuống, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt tuấn giật. Sao cô lại đỏ mặt, ai thèm để ý đến tên kia chứ? Tắt đèn, ngủ. Nè, nữ nhân, có ở đó không? Đúng 10 giờ tối, từ gương cổ truyền đến thanh âm của ai đó, lần này không đùa giỡn mà thanh âm có chút thâm trầm. Nội tâm Hà Diệp Giao chỉ do dự hai giây, sau đó đem gương đồng lật lại cô phải thừa nhận có một người bạn ảo từ hơn hai ngàn năm trước cũng không tệ, còn chưa nói đến đó là hoắc tướng quân nổi tiếng trên mặt gương lốm đốm hoa ngân đã ít đi một chút bên kia tỏa ra tia sáng làm nổi bật dung nhan anh tuấn hiên ngang có chút mơ hồ nhưng đôi mắt long lanh có thần trong suốt lấp lánh ánh sáng làm lòng hà diệt giao rung động không rời tầm mắt nhưng hắn đang nhìn đi đâu vậy Hà Diệp Giao cúi đầu thấy mình đang mặc váy ngủ, thầm mắng tiểu sắc lang, lập tức đi tìm áo khoác khoác lên. Loại này chắc nam nhân cổ đại rất thích, nhưng mà, nam nhân, Hà Diệt Giao trọt mặt hoác khứ bệnh trong gương, tò mò hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 16 tuổi, sao vậy? Bọn họ không cho tôi tòng quân, hoác khứ bệnh cầm bầu rượu trong tay uống một hơi, tôi đã đủ tư cách ra chiến trường giết địch. Đừng nói cô cũng như bọn họ chê tôi nhỏ tuổi. 16. Khó trách ngũ quan nhìn non nớt, thì ra chỉ là một cậu bé vị thành niên, Hà Diệp Giao nhớ mi nói, ngoan, kêu chị đi. Không gọi, nữ nhân, cô có thể mỗi ngày đều nói chuyện phiếm với tôi không? Mỗi lần phải đợi 10 ngày, không thể gọi đến thì đến à, hoặc khứ bệnh ở một tiếng, yêu cầu một cách vô lại. Mỗi ngày tôi đều cùng ngươi nói chuyện phiếm, Hà Diệp Giao bĩu môi, Gọi đến thì đến sao? Hoác thiếu gia nghĩ hắn là bạn học của Harry Potter, có học qua phép thuật à? Xem ra bầu trời một ngày, mặt đất mười ngày, hoác khứ bệnh tiếc nuối than thở. Vừa nãy ngươi khen tôi là tiên nữ, thật là, hà diệp ngượng ngùng che hai má của mình, cố ý xuyên tạc lời nói của hoác khứ bệnh. Hoác khứ bệnh không cãi nhau với cô, hắn uống rượu nên thần trí không tỉnh táo, lào bào có chút mơ hồ, nữ nhân, cô có muốn đi xem phong cảnh bên ngoài không? Nếu muốn, cứ ở cạnh tôi, đừng đi, tôi sẽ dẫn cô đi xem. Vừa dứt lời đã nằm trên bàn ngủ mất. Hà diệt dao lặng im nhìn vị tướng quân trẻ tuổi ôm một bụng trí lớn buồn bực uống sau bí tỉ trong gương, cảm thấy có gì đó đè nặng trong lòng. Cô nhớ rõ, trong lịch sử, hoắc khứ bệnh tuổi trẻ đoàn mệnh, 24 tuổi đã qua đời. Có nên nói cho hắn biết không? nhưng nói rồi biết đâu hắn chỉ xem như trò đùa. Nữ nhân, hoắc khứ bệnh tôi sinh ra là số nô tài, lớn lên trong nhung lụa, nhưng chưa bao giờ đắm chìm trong vinh hoa phú quý. Đại trưởng phu sinh ra là phải sống chết nơi xa trường, bảo vệ quốc gia. Nữ nhân, nếu mới biết không, mỗi khi hung nô quấy phá biên giới, thánh thượng lại lấy việc hòa thân cùng của hồi môn để duy trì hòa bình. Nữ nhân, nếu ta có thể ra xa trường, chắc chắn sẽ giết địch mọi nơi. Nữ nhân, nè, cô có nghe tôi nói không hả? Đang nghe, đang nghe. Hà diệt Giao ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Việc này thường xảy ra, mỗi ngày đúng 10 giờ tối, cô có thể thông qua gương đồng mà gặp người bạn ảo ở 2.000 năm trước này, khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì dứt khoát lo cao mà mỗi 10 ngày hoắc khứ bệnh mới có thể nhìn thấy Hà Diệt Giao một lần nên tính cho đến bây giờ thì chắc cũng gần một năm rồi. Cô lừa ai chứ, ngay cả mặt của ta ngươi cũng lười liếc mắt nhìn, cái ngươi đang viết thú vị lắm sao? So với ta còn thú vị hơn à? Bài tập này ngày mai là hạn chót cô phải giao rồi, mai là ngày học thêm cuối cùng, sau đó sẽ khai rằng. Bất quá, Hà Diệt Giao mở chừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn lịch bàn, đột nhiên lúc đó tỉnh ngộ lại, mai là lúc cô phải đem gương đồng trả rồi. Tuy rằng hoắc khứ bệnh cứ lải nhải rất phiền toái, hay làm người ta bực mình, nhưng cô phát hiện cô đã có thói quen mỗi đêm nghe hắn kể khổ. Không nhịn được cô nhìn gương đồng bên tay phải, trên mặt kính loang lổ, hiện lên gương mặt non nớt nhưng cũng rất khí phách. Tiệm đồ cổ á xá quyển 1 Huyền sắc Chương 2, gương cổ 2 Ngươi Hà Diệt Giao muốn cùng hắn nói lời từ biệt, nhưng khi lời nói đến miệng lại không thể nào nói nên lời. Chiếc gương đồng này chắc chắn là đồ quý giá, muốn cô mua, cô cũng không mua nổi. Hơn nữa, cô không thể tiếp tục cùng hắn tán gẫu như vậy. Một tháng này, cô biết mình không thể thay đổi lịch sử, cũng không nói với hắn gì cả, chỉ luôn lắng nghe hắn. Hiện tại có khi hắn còn cho rằng cô là ma nữ sống trong chiếc gương. Nữ nhân, cô có biết không? Thật ra ta rất ít khi cùng người ta nói chuyện, nhưng đối với cô, lại nói hoài không hết chuyện. Có lẽ nguyên nhân là do tôi vốn không quen biết cô, cô cũng không biết tôi. Hà Diệt Giao ngẩn ngơ, không biết nói cái gì cho phải. Mấy ngày nay hắn bực tức, cô đều nghe thấy. Hoàng hậu vệ phu tử là gì của hắn? Cậu hắn là vệ thanh tướng quân của Đại Hán. Hắn muốn ra trận giết địch, không muốn sống cuộc đời bình yên thấy như vậy. Cô luôn cảm thấy được đó là một thế giới không liên quan đến cô, nhưng dưới sự thẩm thấu mỗi ngày từng chút của hắn, cô như được tận mắt nhìn thấy, được ở bên cạnh hắn, xuyên qua tấm gương có chút mơ hồ, nhìn thấy hắn phóng ngựa trên thao trường. Nữ nhân, tôi nhớ mình từng nói, muốn dẫn cô đi xem sa mạc, Thảo Nguyên đúng không? Mười ngày sau tôi sẽ dẫn cô đi xem, hoác khứ bệnh cao hương phấn chân nói, Hà Diệt dao có thể nhìn thấy niềm vui của hắn hiện lên đôi lông mày như nhập thành hai thanh đao, sắc bén mà đặc biệt, tôi đã chủ động dâng tấu, xin Thánh Thượng Phong tôi làm phiêu diêu giáo úy theo quân xuất trinh rồi. Mười ngày sau, nhất định phải đợi tôi. Mặt gương đã trở lại bình thường, nhưng thanh âm phấn chấn của hoắc khứ bệnh giống như đang quanh quẩn bên tai của cô. Lòng hà diệt dao mềm nhũn, chống cằm ngơ ngác nhìn gương cổ. Cô chưa từng nói điều gì dư thừa cả, chỉ là người nghe, vậy là được rồi chứ. Mai đi á xá hỏi chủ tiệm, có thể cho cô tiếp tục thuê gương cổ không? Cô có thể dùng tất cả tiền dành dụng trong heo ra, trả trước một năm tiền thuê, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Từ đó về sau, buổi tối của Hà Diệp Giao trở nên thật đặc sắc. Qua chiếc gương cổ này, cô có thể được ánh trăng mê người, thấy được huyết vũ tinh phong trên xa trường, thấy được đại mạc mờ mịt. Một bên liên tục lật sách sử, một bên nhìn gương cổ theo những hàng chữ trong sách sử mà nhìn thấy xa trường thông qua gương cổ. Cô chưa từng nói gì, chỉ là ở bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, an ủi hắn, vượt qua thời gian cùng nhau. Một ngày nơi cô là 10 ngày nơi hắn. Nguyên sóc năm thứ sáu, hắn lãnh đạo 800 kỵ binh, ở trên hoang mạc rộng lớn tìm kiếm tung tích kẻ địch. Kết quả chiến thuật chiến đấu lâu dài của hắn đã toàn thắng, chiến đấu với hơn 2.000 người, hai thủ lĩnh của hung nô một người mất mạng, một người bị bắt sống. Hắn dẫn toàn binh trở về, Hán Vũ Đế lập tức phong hắn làm quan quân hầu, làm chủ ba quân. Cô cách tấm gương đồng, nhìn hắn bôn ba mấy trăm dặm, vó ngựa làm bụi tung mù mịt, trước ngực hắn chảy xuống dòng máu tươi, như che khuất mặt kính suốt một đêm. Hắn nói, đây là lần đầu hắn ra trận, liền có được chiến tích. Cô không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn gương cổ loang lổ vết máu đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy. Mùa xuân nguyên thú năm thứ hai, hắn được phong làm phiêu kỵ tướng quân, một mình thống lĩnh một vạn tinh binh đánh hung nô. Vừa mới 19 tuổi, tập kích ở Đại Mạc, trong 6 ngày hắn chiến đấu với năm bộ lạc của hung nô. Một đường đánh thẳng, đánh một trận quyết chiến sinh tử ở núi Cao Lan. Cuộc chiến này hắn toàn thắng, mặc dù giết gần một vạn người, nhưng một vạn tinh binh của hắn cũng mất đi 3.000 người. Cô nhìn qua gương cổ, không thấy lúc hắn đang chinh chiến. Gặp lại, chỉ thấy hình ảnh thắng lợi của hắn. Hắn nói, vì không muốn cho cô thấy máu đổ nên lựa lúc hai người bọn họ không trò chuyện để đánh giặc. Cô chưa từng nói gì cả, lần này trên mặt gương không có mùi máu tươi, nhưng cô phát hiện, ở bên trái mặt hắn có một vết đau rất sâu. Cô có thể thấy vết thương trên gương cổ, nhưng trên hắn có bao nhiêu vết thương, cô lại vốn không nhìn thấy. Mùa hè năm đó, Hán Vũ Đế quyết định chiếm lại Hà Tây. Trận chiến này hắn trở thành thống soái, một mình thâm nhập, tiếp tục đại thắng. Ngay tại Kỳ Liên Sơn, binh lính của hắn giết được ba vạn quân địch. Hán Vương thu phục được Hà Tây, từ nay về sau, quân Hán uy danh muôn nơi. Năm 19 tuổi, hắn trở thành chiến thần mà quân hung nô vừa nghe tên đã phải khiếp sợ. Cô nhìn qua gương cổ, nhìn Hà Tây dưới chân hắn, nhìn khí thế của hắn, nhìn hàng ngàn hàng vạn binh lính ngưỡng mộ nhìn hắn. Hắn nói hắn thật muốn cô đứng ở bên cạnh hắn, cảm nhận được mọi chuyện. Cô chưa từng nói gì cả, bởi vì cô biết cô không thể. Mùa thu năm đó, hồn tà vương cùng hưu đổ vương đầu hàng quân hán. Hắn đi đến bờ Hoàng Hà tiếp nhận sự đầu hàng. Ngay lúc hắn vượt qua Hoàng Hà, quân hung nô bất ngờ làm phản. Hắn chỉ mang theo vài thân binh liền rơi vào doanh trại của quân hung nô. Đối diện trực tiếp với hồn tà vương, hạ lệnh giết những binh sĩ làm phản. Hồn tà vương hoàn toàn có thể bắt hắn làm tù binh hoặc là giết chết để báo thù, nhưng đến cuối cùng hồn tà vương cũng tha cho hắn. Hắn có gan một mình đi vào doanh trải, khi thế không sợ chết chẳng những chế phục hồn tà vương mà còn chế phục được hơn bốn vạn binh sĩ hung nô. Hà Tây chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Cô nhìn qua gương cổ, nhìn ánh sáng của ngọn nến kia thế cục nguy cơ tư phía hắn vẫn bình tĩnh đứng ở doanh trướng chỉ cần một biểu hiện một cái phất tay đã làm bốn vạn quân quy hàng tám màn loạn binh bình tĩnh lại thiên hạ khiếp sợ hô to chiến thần vô địch hắn nói lần này hắn thật sự đang mạo hiểm nhưng có cô bên hắn cô chính là nữ thần bảo hộ của hắn cô không nói gì chỉ ở bên này tấm gương lặng lẽ thả vạt áo đã bị cô xoắn đến biến dạng nguyên thú năm thứ ba, bởi vì những gì hắn làm được nên hán vũ đế ban cho hắn một dinh thự hơn nữa còn dặn hắn hãy đi xem. Cô cách hắn một chiếc gương cổ, nhìn hoàng đế coi trọng hắn, nhìn công chúa bên cạnh hắn cười khanh khách. Cô biết, hán vũ đế không chỉ ban cho hắn một môi nhà khang trang, mà còn có ý ban cho hắn công chúa. Hắn nói ngày nào chưa diệt được quân hung nô, thì chưa lập ra thất. Cô không nói gì cả, nhưng lúc nhìn hắn nói chuyện, tay đặt trên mặt kính, cách đường chỉ tay cũng nhìn thấy rõ ràng. Lần đầu cô vươn tay đặt lên tay hắn, bọn họ chạm tay không chỉ cách một mặt kính lạnh như băng mà còn cách nhau hai ngàn năm. Nhưng có một thứ gì đó chậm rãi lưu động. Nguyên thú năm thứ năm, vì toàn lực tiêu diệt quân Hung Nô, Hán Vụ Đế khởi xướng cuộc chiến với quy mô chưa từng có với Mạc Bắc. Hắn dẫn quân thâm nhập vào Mạc Bắc, tiêu diệt bảy vạn quân địch vì đuổi giết thủ lĩnh của quân hung nô là thiền vu hắn đánh thẳng đến núi lang cư tư dẫn đại quân tiến hành đại lễ lúc sau hắn lại tiếp tục dẫn quân đánh vào nơi cư trú của người hồ chiến thắng liên tục nghe được tin này quân hung nô chạy trốn mạc nam mất vua phong lang cư tư của hắn từ đó trở thành mục tiêu theo đuổi cao nhất của các binh gia trong lịch sử trung quốc phấn đấu cả đời để đạt ước mơ năm đó hắn 22 tuổi Cô nhìn qua gương cổ, trận chiến này chiến đấu rất oanh liệt, nhìn hắn đứng trên đỉnh cao, bao phủ là vinh quang. Trong suốt 6 năm chinh chiến của hắn, cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn, trước ngực hắn. Hắn nói, nữ nhân, người thật là ma sao, nhiều năm như vậy, dung mạo của người không hề thay đổi. Ở trong gương, loang lổ vô số vết đao kiếm, mặt kính lại ngày càng rõ hơn. Thậm chí cô có thể thấy được bóng dáng của mình trong mắt hắn. Hắn nói, lý tưởng chinh phục hung nô no của hắn đã thực hiện được. Ước mơ trở thành tướng quân đã trở thành thực tế, hắn gần như đã hoàn thành tất cả các nguyện vọng của mình, cũng gần như có được tất cả những gì hắn muốn. Hắn nói, hắn muốn cô. Cô không nói gì cả, chỉ yên lặng lắc đầu, đem gương đặt vào trong một chiếc hộp kín, để vào nơi sâu nhất trong tủ rồi khóa lại. Đã đủ rồi, cô tự nói với chính mình, cô đã ở bên cạnh hắn 7 tháng nhìn hắn từng bước từng bước đi qua khó khăn bây giờ hắn đã đứng trên đỉnh cao thế này là đủ rồi cuối cùng thì bọn họ không phải là người ở cùng một thế giới cô thà rằng để hắn cho rằng cô là một ma nữ vĩnh viễn mất đi pháp lực hồn phiêu phách tán không bao giờ gặp lại nữa cô phải quên hắn cô vùi đầu vào việc học đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt vào sách vở tuyệt đối không cho mình có cơ hội nghĩ đến hắn Trừ bỏ mỗi ngày vào lúc 10 giờ tối trái tim cảm thấy đau đớn, cứ theo thói quen nhìn về vị trí đặt gương, sau đó lại ép buộc bản thân rời ánh mắt đi nơi khác. Hắn đang làm gì? Muốn làm gì? Cùng ai ở chung một chỗ? Cô khẽ cắn môi, hắn đã không có quan hệ với cô nữa rồi. Sao cô có thể nhìn hắn bị bệnh, yếu dần rồi chết đi? Cô đã chịu đủ cảnh chỉ có thể nhìn hắn qua gương cổ, cái gì cũng không làm được, đụng vào cũng không thể cô thừa nhận chính mình rất yếu đuối nên lựa chọn cách trốn tránh cuộc sống vẫn như trước đây đến trường học thêm làm bài tập nhưng mỗi sáng thức giấc trên mặt đều ướt đẫm nước mắt rốt cuộc việc thi vào trường đại học cũng chấm dứt cô thi rất tốt cô nói với cha mẹ có thể cô sẽ đỗ vào trường đại học mà cô mong muốn theo học từ nhỏ cha mẹ mừng rỡ như điên chỉ có cô đóng cửa ảm đạm yêu thương cuộc thi đã xong cô rất rành không còn lấy lý do học nữa, cô bắt đầu nhớ hắn. Rốt cuộc, cô cũng không nhịn được mở khóa tủ lấy chiếc hộp ra, đã lâu không nhìn gương cổ, nhẹ nhàng vuốt qua. Lần này nhất định phải nói cho hắn biết, tuy nàng cô với hắn không cùng một chỗ, nhưng nhất định phải nói cho hắn biết cô thích hắn. Trong phòng trống trải tịch mịch, cô ngồi lặng lặng như thế chờ đến 10 giờ. Cô không nghe được tiếng hắn, chỉ có một thanh âm vang lên chiếc gương cổ trong tay cô nứt ra. Sau đó cô thấy được trên gương cổ xuất hiện một mảnh vài lùa. Trên đó nét chữ mạnh mẽ, ghi vài chữ a dao Kiếp sau, nhất định chúng ta phải gặp lại. Cô khóc không thành tiếng. Ông chủ, Hà Diệt Giao đứng ở quầy tính tiền, mở hộp ra bên trong gương cổ có vết nứt. Hôm nay là ngày khai giảng ở đại học, cũng là một năm ngày thuê gương. Chiếc gương cổ này bao nhiêu tiền, tôi muốn mua nó. Chủ tiệm nhìn vết nứt trên gương cổ trên mặt không có biểu hiện gì nói không cần tiền thuê của cô cũng là giá của nó thật vậy sao Hà Diệc Giao không tin chiếc gương cổ này mà nói với cô là một bảo vật vô giá cho dù chủ tiệm có đưa ra còn số trên trời cô cũng nhất định phải mua được chủ tiệm đẩy nắp hộp lại đầy trả lại cho cô mỉm cười nói bây giờ nó là của cô Hà Diệc Giao cụp mi mắt xuống cẩn thận cầm lấy chiếc hộp đối với cô đây là thứ quý giá nhất. Đúng rồi, còn một thứ cũng là cặp với chiếc gương cổ này. Để tôi tìm thử, chủ tiệm đi ra phía sau, một lúc tìm kiếm, trong tay cầm lấy một mảnh vải màu vàng cũ, chậm rãi đi ra. Hà diệt dao như bị sét đánh, run rẩy cầm mảnh lụa. Tay run run mở tấm lụa ra, trên mặt ghi vài chữ rất to, A dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp lại. Tay cầm hộp gương cổ, nắm chặt mảnh lụa cô không biết mình rời khỏi a xá thế nào chỉ biết khi mình lấy lại tinh thần thì đã được cha mẹ đưa đến sân trường đại học mọi người ồn ào ở sân trường mà cô cứ tưởng mình đang ở một không gian khác lúc đang ngẩn ngơ cô bị người ta đụng phải té ngã trên đất cô liều mạng ôm gương cổ nhưng mảnh lụa lại rơi xuống mặt đất một bàn tay thay cô nhặt mảnh lụa lên đó là một cánh tay xương sâu lòng của cô bỗng nhiên quặn đau, ngay cả sức lực ngừng đầu cũng không có. Ngừng đầu, thấy gương mặt quen thuộc, lần này không cách nhau qua gương cổ, không cách xa xôi hai ngàn năm, không có chiến mã, lưỡi mác đao kiếm, bụi đất bay lên. Khuôn mặt của hắn rõ ràng mà chân thật. Nhưng sự khác biệt chính là hắn không mặc áo giáp mà mặc áo sơ mi màu trắng, quần bò màu lam. Nước mắt từng giọt rơi xuống, mở vải lụa ra, như là vô tình mới nhớ những chữ trên đó hoặc là đã biết trên đó viết gì dùng sức nói a à giao kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp lại á xá chuyên bán đồ cổ mỗi một thứ đều mang trong mình một câu chuyện xưa phải chịu đựng rất nhiều năm không ai lắng nghe nhưng chúng nó đều đang chờ đợi tiệm đồ cổ á xá quyển 1. huyền sắc chương 3, hương phi liên một tô vãn lạc ôm túi sách vào ngực ngồi trên bậc thang ở quảng trường không hề để ý chính mình đã bị mưa tạt ướt hết người đi đường cầm ô vội vàng đi qua thỉnh thoảng có người nhìn cô với ánh mắt kỳ quái cô cũng không thèm để ý chỉ ngơ ngác nhìn hạt mưa rơi trên mặt đất tạo thành bọt nước hình vương miện mưa rơi trên người cô vừa lạnh lại đau nhưng cô không có ý muốn tránh mưa từng giọt mưa lạnh như băng theo tóc của cô chảy qua hai má hòa với nước mắt trên mặt lại chảy xuống cổ Tô vãn lạc mờ mịt nhìn bọt nước vừa tạo thành lại vỡ hoa rồi trôi đi. Đột nhiên có người dơ ô lên che cho cô, che từng giọt mưa rơi xuống. Đã khuya muộn rồi, sao vẫn chưa về nhà? Một giọng nam dịu dàng dễ nghe cất lên. Cô ngẩng đầu, nhìn một người đàn ông mặc trang phục thời nhà đường. Tay trái cầm túi bảo vệ môi trường, tay phải cầm ô màu đen to quan tâm nhìn cô. Người đàn ông này thực sự còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi đầu, rõ ràng là một người bình thường đến mức nếu đi trên người mà gặp thoáng qua sẽ quên mất hình dáng, nhưng lại mặc trang phục thời đường như làm bằng gấm màu đen, trên thân có những chiếc nút đỏ thẫm như máu, tay phải có một con rồng màu đỏ, thân rồng uốn lượn theo cánh tay áo đi lên, miệng rồng ở cổ áo, giống như vật còn sống, ngay sau đó sẽ cắn đứt cổ hắn, nhìn kỳ dị mà cực kỳ sống động làm cho người ta cảm thấy một loại khí chất thần bí không thể nói nên lời tô vãn lạc rất muốn nói không cần anh xen vào việc của người khác nhưng mở miệng ra không có cách nào khống chế tâm tình của mình uể oải nói tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng thật sự rất đáng thương người thanh niên thương tiếc thở dài tô vãn lạc mếu máo nhìn không được lại khóc lên chiếc ô hắn cho cô mượn để che mưa đã bị mất Lúc tan học mưa thật sự rất lớn, bạn học ngồi cùng bàn thấy cô bối rối, có lòng tốt đưa ô cho cô. Cô ngây người một chút, lòng tràn đầy niềm vui có suy nghĩ muốn cảm ơn, lại nhìn thấy hắn cùng một nữ sinh che chung một ô, vừa nói vừa cười đi ra khỏi trường. Thế giới của cô như sụp đổ trong giây phút đó, vì vậy ngay cả ô cũng không cầm, một đường trở về nhà, nửa đường mới phát hiện, hắn cho cô mượn ô che, không biết đã đánh mất khi nào. Thật ra việc mất ô là chuyện nhỏ, việc cô đau lòng đó là cô ý thức được lòng cô đã đánh mất rồi. Người đàn ông không đi ngay, ngược lại trầm ngâm trong chốc lát hỏi, có phải cô rất muốn tìm nó về không? Tô vãn lạc dùng sức gật gật đầu. Muốn đến cửa hàng của tôi ngồi một chút không? Người thanh niên trẻ tuổi nhẹ giọng đề nghị. Tô vãn lạc sừng sốt, ngẩng đầu lên. Người đàn ông này dáng vẻ bình thường, nhưng giờ phút này khi hắn cười rộ lên, sau lưng hắn dày đặc mây đen lại như có ánh mặt trời tỏa ra, lập tức xóa sạch sự lo lắng, làm cho tâm tình người ta bất ngờ trở nên tốt hơn, như là bị thôi miên, tô vãn lạc nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Mưa dần nhỏ đi, tí ta tí tách rơi trên ô, âm thanh trong trẻo dễ nghe. Tô vãn lạc lại hối hận, sao đột nhiên cô giống như bị quỷ ám, đáp ứng người xa lạ này. Không được, phải tìm lý do chuồn nhanh thôi. Lúc này người thanh niên ôn nhu nói, tới rồi. Tô vãn lạc ngẩng đầu thấy, đây là một cửa hàng có mặt tiền nhỏ hẹp, bày trí với phong cách cổ xưa, cửa sổ có kiểu dáng cổ điển tinh xảo, cảnh hỗn loạn của cửa hàng thức ăn nhanh kế bên có vẻ chẳng ra gì cả. Trên bảng hiệu có hai chữ tiểu triển, có thể đọc rõ ràng là á xá. Á xá, lòng tô vãn lạc đầy nghi vấn. Đây là cửa hàng đồ cổ của tôi, mỗi thứ ở nơi này đều chứa rất nhiều chuyện xưa nhưng chúng không biết nói nên không có cách nào làm cho người ta nghe được tâm sự của chúng nó ông chủ trẻ tuổi đầy cửa gỗ khắc hoa văn cổ xưa ra điều tô vãn lạc cảm thấy khác thường chính là trong cửa hàng không có người nhưng hắn lại không khóa cửa đừng lo lắng tôi chưa bao giờ khóa cửa không có kẻ trộm nào dám tới đây ăn cắp đồ vật đâu như là biết những thắc mắc trong đáy lòng cô Ông chủ trẻ tuổi đứng ở nơi tối tăm trong cửa hàng, chậm rãi quay đầu, cười cười. Hoan nghênh quang lâm á xá. Người thanh niên tươi cười, đứng ở chỗ tối tăm làm cho tô vãn lạc cảm thấy rất quỷ dị. Cửa hàng đồ cổ kỳ quái, ông chủ tiệm thần bí. Tô vãn lạc nuốt nước miếng, không lui về phía sau, ngược lại ma xui quỷ khiến sao mà ôm chặt túi sách đi vào. Á xá nhìn không nhỏ như bên ngoài, ngược lại như là một đường đi dài nhỏ, mờ mịt, cũng không biết dài bao nhiêu. Ông chủ châm hai đèn lồng cung đình, tô vãn lạc nhìn lướt qua, thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên. Hai cái đèn lồng cung đình này sao giống đèn lồng cung đình trong sách vậy? Chắc là đồ giòm, nhất định là đồ giòm. Khóe miệng tô vãn lạc co rút, cảnh giác nói, cái kia, tôi không có tiền, nếu như muốn bán đồ thì tôi không có khả năng mua nổi đâu ông chủ nghe vậy khẽ cười nói tôi không bán cho cô đồ cổ chỗ của tôi có một kiện đồ nhưng rất thích hợp với cô nếu cô thích thì sẽ tặng nó cho cô tặng có thể có chuyện tốt thế sao ánh mắt tô vãn lạc xoe tròn nghĩ thầm nếu có thể xem trước hắn đưa mình cái gì thì cũng không thiệt hại gì cô ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ liêm bên cạnh sau đó ông chủ cầm một cái hộp đi ra ánh sáng mờ nhạt bao phủ lấy nó Hộp điêu khắc hoa văn hình rồng chậm rãi mở ra, vòng tay bằng bảo thạch được đặt trên tấm vải lụa màu vàng. Cái này rất quý giá, Tô Vãn Lạc bất ngờ đứng lên, mở to mắt. Chủ nhân đầu tiên của vòng tay này là một vị phi tần được sủng ái của hoàng đế Càn Long thời thanh, cũng chính là Ngọc Dung vị cận, Phương Hương tập nhân Hương phi. Mắt Tô Vãn Lạc mở to hơn, ông chủ không vội, từ từ nói nghe nói nàng chính là thiếp của tù trưởng Tân Cương Hoắc Tập Chiêm, nhưng hắn lại làm phản, Hoắc Tập Chiêm bị triều đình nhà Thanh tiêu diệt, tướng quân Triệu Huệ bắt giữ Hương Phi đưa đến cho Càn Long, nhưng lòng Hương Phi lại mang tâm niệm quốc phá chi vong, tình nguyện nhất tử, trước sau vẫn không theo Càn Long, tương truyền Càn Long vì muốn mỹ nhân vui vẻ, đã siêu tập bảy khối bảo thạch màu sắc khác nhau, bảo thạch ẩn chứa linh khí, dày công tạo vòng tay đưa cho nàng. Ông chủ trẻ tuổi chậm rãi giải, giải thích, thanh âm nhu hòa êm tai, bảy khối bảo thạch này là đá opal, đá thiên thanh, đá topaz, nguyệt quang thạch, đá peridot, thạch lưu thạch và hắc diệu thạch, truyền thuyết nói rằng ai mang vòng tay này có thể tìm được thứ mình bị mất đi. Bảy viên, nhưng trên mặt có hai viên bị trống, Tô Vãn Lạc có chút nghi ngờ. Mỗi khi tìm được một thứ đồ vật thì một viên bảo thạch sẽ biến mất. Hương Phi là người thứ nhất sử dụng muốn tìm lại hài cốt hoắc tập chiêm là chồng của nàng. Người thứ hai muốn tìm về là, ông chủ rừng nói, đúng vậy, là cố hương của nàng, vì thế nàng bị thái hậu ban chết, rốt cuộc hồn về quê cũ. Nguyện vọng của nàng lần lượt được thực hiện, cho nên tương ứng là đá ô và thiên thanh thạch biến mất, hiện tại chỉ còn lại 5 viên bảo thạch. Ông chủ trẻ tuổi cầm lấy vòng tay, đặt lên bàn tay, đưa cho tô vãn lạc, nói, không phải cô đã đánh mất đồ quan trọng sao đeo lên thử đi tô vãn lạc biết những người bán cổ vật đều kể chuyện xưa rất hay nhưng không nghĩ đến một câu chuyện thái quá như vậy đeo vòng tay vào có thể tìm được đồ thất lạc sao lừa cậu bé mấy tuổi còn có thể nhưng cô đã qua cái tuổi tin vào chuyện thần thoại nhưng mà cho dù là lừa đảo cho dù vòng tay này thiếu hai viên bảo thạch cũng không thể phủ nhận vòng tay này rất đẹp mỗi viên bảo thạch đều to bằng ngón cái được khảm bốn phía ngọn đèn mờ mờ làm nó như tỏa sáng giống như mang theo ma lực cô mang vài ngày chắc cũng không sao đâu thật sự tặng cho em sao tô vãn lạc hỏi để xác nhận đúng vậy ông chủ trẻ tuổi cười cười nhưng có một vài điều em phải nhớ kỹ sau khi mang vòng tay này sẽ không thể tháo ra nếu không những thứ đã tìm về được sẽ lại mất đi tô vãn lạc gật gật đầu đưa tay trái ra, ông chủ cúi đầu, đeo vòng tay lên cổ tay trắng ngần, cẩn thận gài khóa. Cổ tay thả xuống làm lòng cảm thấy lạnh lẽo, bên ngoài không còn mưa nữa, ánh nắng chiếu đầy trời, như lửa cháy đỏ tươi. Thứ bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2010 trời nhiều mây chuyển mưa nhỏ. Tô Văn Lạc bị đánh thức bởi tiếng đục tường trên lầu, nhìn trần nhà trắng tinh, trong óc giống như có ai đó gõ vào. Tâm trí rối loạn, cô không còn cách nào khác xoa thái dương cổ tay động đậy lúc này mới nhớ hôm qua có một người quái lạ tặng cô một chiếc vòng tay cô đưa tay trái đến trước mắt nắng sớm chiếu vào phòng nhìn các màu bảo thạch trên vòng tay màu cam là đá topaz màu rượu vang là là thạch lưu thạch màu xanh tươi của đá peridot màu xanh tỏa ra vầng sáng trắng là nguyệt quang thạch a à, sao chỉ còn bốn viên bảo thạch Tô Vãn Lạc lập tức dùng tốc độ chưa từng có dọn dẹp phòng, lại không thấy bảo thạch rơi xuống. Rõ ràng cô nhớ rõ, tối hôm qua trước lúc đi ngủ, vòng tay còn có 5 viên bảo thạch mà. Chẳng lẽ, đúng như ông chủ tiệm cổ vật nói sao, mỗi khi tìm được một thứ bị mất, một viên bảo thạch sẽ biến mất. Vậy viên bảo thạch bị mất chính là hắc diệu thạch, đi đến chỗ túi sách đang được phơi ngoài ban công, vẫn không có chiếc ô mà cô làm mất. Quả nhiên là gạt người, trong lòng Tô Vãn Lạc vừa dâng lên một tia hy vọng lại lập tức bị dập tắt. Tự nhiên đem hy vọng gửi vào vòng tay, đúng là cô đã hết thuốc chữa, vẫn là nên đi ra ngoài mua ô trả lại cho cậu ấy, so sánh thật ra thì. Tô Vãn Lạc vò đầu tóc như bùi nhùi đang rối tung, đi xuyên qua phòng khách muốn tìm điểm tâm, lại nghe thấy tiếng chó sủa. Sao lại thế này? Cô nhớ rõ khu nhà này cấm nuôi chó mà. Tô Vãn Lạc nghi hoặc mở cửa lập tức đứng sững tại chỗ, sau đó kinh ngạc hô to, mẹ. Mẹ, khả nhạc đã trở lại rồi. Con nói bậy bạ gì đó, sao khả nhạc có thể tìm tới nơi này? Không phải nó đã mất tích rồi sao? Mẹ của tô vãn lạc chùi tay từ phòng bếp đi ra. Không, là khả nhạc, đây nhất định là khả nhạc. Tô vãn lạc ôm con chó nhỏ vào lồng ngực, con chó nhỏ màu trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông bên miệng màu đen, giống như ăn vụng mà không chùi mép có hình dáng độc đáo như vậy thì ngoài khả nhạc ra là ai đây? Khả nhạc, bẩn quá, để tao mang mày đi tắm rửa. Mặt tô vãn lạc đẫm lệ liên tục kêu tên khả nhạc ôm nó đi đến phòng tắm, không chú ý đến sắc mặt mẹ mình rất kỳ quái. Tắm cho khả nhạc thơm tho sạch sẽ, tô vãn lạc cầm máy sấy làm khô lông cho nó, đột nhiên nghĩ đến khả nhạc cũng là một trong những thứ quan trọng mình đánh mất. Lúc trước khả nhạc ở nhà cô, nhưng khi chuyển đến nhà trọ mới thì nó đã đi mất đã sắp hai năm rồi rốt cuộc nó tìm đến nơi này như thế nào có thể nào là do sức mạnh của vòng tay cô cúi đầu nhìn vào nơi ba viên bảo thạch bị mất trái tim đập thình thình cô chỉ sợ vòng tay này thật sự có ma lực bất quá không phải tìm về chính xác vật bị mất đi mà những vật cô đã vứt bỏ cũng đem trở về vòng tay còn bốn viên bảo thạch điều này cho thấy cô còn có cơ hội tìm về bốn món đồ bị vứt bỏ bốn món đồ cô vứt bỏ quá nhiều đồ vật phải tìm cái gì về mới là tốt đây tô vãn lạc kích động nghĩ khả nhạc đang lăn qua lăn lại trên giường cô còn liếm liếm mặt cô tỏ vẻ thân thiết vô cùng đừng lộn xộn khả nhạc có đói bụng không chị đi tìm đồ ăn cho em hãy sống tốt ở đây ngồi xuống tô vãn lạc ra lệnh một tiếng giống như trước đây con chó nhỏ nhu thuận ngồi xuống, lẻ lưỡi ra như muốn lấy lòng cô. Trong khoảnh khắc, Tô Vãn Lạc nhớ đến mấy năm trước, lúc đó cha chưa được thăng chức, một nhà bọn họ ba người, còn có khả nhạc sống trong một căn phòng nho nhỏ. Cuộc sống tuy rất kham khổ, tuy rằng chỉ có khả nhạc và cô, nhưng Tô Vãn Lạc vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần nghe lệnh của cô, khả nhạc đều không biết mệt nghe theo. Mỗi khi hoàng hôn, cô đều mang nó ra ngoài đi dạo, một người một chó thường xuyên ngồi trên ghế dài, nhìn chân trời dần biến mất. Khi cô cô đơn nhất, nó hay dùng thân mình ấm áp dựa vào cô. Lúc cô đau khổ nhất, nó hay dùng lưỡi ấm nóng liếm tay cô, dùng toàn bộ sức lực của mình để an ủi cô. Nó luôn yên lặng ngồi bên cạnh cô, mặc kệ là vui vẻ hay bi thương, đối với cô mà nói, nó là vật cưng cũng như một đứa em trong nhà nhớ lại kỷ niệm đẹp đẽ làm khóe miệng tô vãn lạc cong lên xoa đầu khả nhạc xoay người đi vào bếp lại phát hiện mẹ không ở bên trong lúc đi qua phòng khách tô vãn lạc lơ đãng phát hiện cửa chính khép hờ cô tò mò đi đến lại nghe giọng nói ngoài dự đoán mình à khả nhạc đã trở lại làm sao bây giờ đúng em không nhìn nhầm đâu đúng là khả nhạc lúc trước không phải anh đã đưa nó về quê rồi sao sao bây giờ nó đã trở lại Thật là, trong nhà trọ không thể nuôi chó, nếu không anh sẽ không vứt nó đi một lần. Chỉ nói với Vãn Vãn là Khả Nhạc đã đi mất thôi. Nó thật biết điều, chúng ta nói gì nó cũng tin hết. Cái gì? Tô Vãn Lạc đứng cạnh cửa, khiếp sợ giống như bị sét đánh trúng. Người đang hạ giọng nói chuyện đó chính là mẹ của cô. Vậy tại sao lại nói những câu kỳ quái như thế? Khả Nhạc không phải bị mất tích? mà là bị người cha hiền lành hòa ái của mình vứt bỏ. Tô Vãn Lạc có thể tưởng tượng năm đó khả nhạc còn nhỏ, liều mạng đuổi theo xe của cha, liều mạng chạy, cuối cùng chỉ có thể ghé vào ven đường, dáng vẻ mỏng manh, tuyệt vọng và nghẹn ngào. Nước mắt không hề báo hiệu mà chảy xuống, cô phải lau nước mắt, lại không biết phải làm thế nào, vòng tay vướng vào quần áo, khóa bỗng nhiên buông lỏng rồi tuột ra. Vòng tay rơi lạch cạch trên mặt đất, ông chủ tiệm cổ vật nói tiếng nói vọng bên tai nhưng có một vài điều em phải nhớ kỹ sau khi mang vòng tay này sẽ không thể tháo ra nếu không những thứ đã tìm về được sẽ lại mất đi cô không muốn nghĩ những lời nói này có ý gì tầm mắt trở nên mơ hồ thấy một hình bóng màu trắng lướt qua phòng khách lướt qua hành lang chạy theo khe cửa chưa đóng phóng ra ngoài khả nhạc tô vãn lạc vội vàng đuổi theo vãn vãn Đổi dép rồi hãy ra ngoài, mẹ la là, là phía sau cô, nghe tiếng làm người ta chán ghét. Tô Vãn Lạc lau giọt nước mắt rơi xuống, chạy với tốc độ nhanh nhất đi xuống cầu thang ra ngoài đuổi theo. Cô nhất định phải tìm Khả Nhạc về, tuyệt đối không thể để mất nó lần nữa. Hoàng hôn, hai bác gái đang mua đồ ăn trở về vừa đi vừa nói chuyện phím Cô bé kia còn tìm con chó bị thất lạc sao? Đêm qua, nghe nói trên đường cái phía trước có một con chó bị xe cán chết. Lúc đó tôi có đi ngang qua nhìn, thật sự vô cùng thê thảm. Chú chó màu trắng, bên miệng còn có một chùm lông màu đen, nhìn rất đáng yêu. Tô vãn lạc hồn bay phách lạc đi qua người hai người nọ, nàng không biết rốt cuộc cái gì là ảo giác, cái gì mới là sự thật. Thời tiết bên ngoài không tốt, gió rất lớn, có thể đủ để thổi khô nước mắt trên mặt, nhưng không lâu sau, từng giọt mưa tí tách rơi xuống thay thế nước mắt chảy trên mặt cô. Hắc Diệu Thạch còn gọi là Apache Chi Lệ. Trong truyền thuyết Ấn Độ, có một đội quân bị địch nhân mai phục, không thể đánh lại, toàn quân bị diệt. Tin dữ chuyển đến, mọi người trong nhà rất đau khổ, nước mắt đều rơi trên mặt đất, sau đó biến thành một viên đá đen nhỏ. Còn được gọi là Bảo Thạch không khóc. Ai có được Hắc Diệu Thạch màu đen này vĩnh viễn không cần khóc nữa, bởi vì các thiếu nữ Apache sẽ khóc thay ngươi tặng hát rượu thạch cho người mình thích với ý nghĩa đừng khóc nữa, hãy vui vẻ hạnh phúc. Tiệm đồ cổ á xá quyền 1 Huyền sắc chương 4, Hương Phi Liên, 2 Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2010 trời mưa Khi bình minh thì tô vãn lạc cũng đã tỉnh, chính xác hơn là đêm qua cô không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy dáng vẻ khờ khạo của khả nhạc hôm qua cô vẫn mạo hiểm ở ngoài đường bước trong mưa khi bầu trời tối đen đến khi cha nắm tay cô kéo về nhưng cô không thể tìm được khả nhạc thấy vẻ mặt lo lắng của cha mẹ cô không nói gì cô thực sự sợ hãi mình có năng lực thay đổi cái gì chứ cô sợ hình tượng hoàn mỹ của cha mẹ sẽ biến mất không còn nữa cho nên thà rằng xem như mình chưa biết gì cả chưa nghe thấy gì hết lúc này ở trên lầu âm thanh đó lại vang lên lúc này lại thay bằng tiếng máy khoan điện. Đầu tô vãn lạc đau muốn nứt ra, chậm rãi ngồi xuống, ngắm vòng tay trên cổ tay. Tối qua nàng suy nghĩ rất kỹ mới đem vòng tay đeo vào một lần nữa, cô muốn. Muốn khả nhạc sẽ trở về, cô đếm, đúng là mất đi một viên bảo thạch, lần này là viên màu cam đá topaz. Tô vãn lạc bước nhanh xuống giường chạy ra khỏi cửa, không ngừng nhìn ngoài cửa nhưng lại không thấy hình bóng của khả nhạc đứng ngơ ngác ngoài cửa hơn một giờ, Tô Vãn Lạc bị mẹ khuyên trở về. Đẩy cửa phòng lại phát hiện trên bàn có một hộp nho nhỏ đựng băng ghi hình. Tô Vãn Lạc cầm băng ghi hình lên, chỉ thấy trên đó ghi sinh nhật 15 tuổi của Vãn Vãn. Đúng rồi, khi 15 tuổi, lần đầu tiên cô cùng các bạn đi cây TV chúc mừng. Cuốn băng ghi hình này được quay lúc đó, nhưng đáng tiếc sau khi chuyển nhà thì không tìm thấy, có thể nào. Đây là đồi đá Topaz để có đồ bị mất trở về. Bởi vì băng ghi hình không thể xem qua máy tính, nên Tô Vãn Lạc đành phải lục tìm máy quay phim kiểu cũ, sau khi nạp điện thì bỏ băng ghi hình vào. Kỳ kỳ, hồng tử, yêu nhi, từng gương mặt quen thuộc lại ngây thơ hiện ra trên màn hình camera, tiếng cười vui cùng tiếng ca vang lên, khuôn mặt mơ hồ của bọn họ giờ phút này lại rõ ràng hơn băng ghi hình vang lên từng tiếng hoan hô làm tô vãn lạc quên đi sự đau buồn vì khả nhạc, ý cười ngập khóe miệng, trong đầu chậm rãi nhớ lại ba người bạn tốt. Kỳ kỳ xinh xắn đáng yêu, nụ cười trên mặt ngọt ngào như mật. Hồng tử tính tình tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, là nữ sinh duy nhất có thể hòa nhập được các nam sinh rất yêu thích, mà yêu nhi là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp, cách một thời gian ngắn sẽ mặc quần áo cùng giày mới dù là túi sách sau khi dùng một thời gian sẽ thay khác. Mà mình đứng cạnh ba người bạn tốt này chỉ là một kẻ ngớ ngẩn luôn cột tóc đuôi ngựa. Rõ ràng là sinh nhật của mình nhưng mình vẫn mặc một bộ quần áo cũ nhiều nếp nhăn, vừa ngốc lại hay thẹn thùng, ngoại trừ có thành tích học tập tốt thì không có ưu điểm gì nữa. Trong băng ghi hình có một nữ sinh ngây ngô, ở cạnh ba nữ sinh xinh đẹp, giống như không hợp nhau. Ngay cả một bài hát cô cũng không hát qua, chỉ ngồi ở một góc mặc sức vỗ tay vì sao cùng bạn bè chơi đùa mà cô lại gò bó như vậy cái gì gọi là bạn tốt có ai liếc mắt nhìn mình một chút đâu vì sao trong trí nhớ của mình sinh nhật rất vui vẻ nhưng năm sau xem lại thì có vẻ gượng gạo khó chịu như thế nghĩ vậy nụ cười của tô vãn lạc trở nên cứng đờ giống như qua lần sinh nhật này cô cùng bạn bè không còn quan hệ gì nữa tuy rằng cũng gọi điện thoại mấy lần nhưng không ai đồng ý đi dạo phố với cô. Có lẽ các bạn đều học lên cao trung, không rảnh gặp nhau, cô tự an ủi mình như thế. Tô Vãn Lạc chăm chú xem hết băng ghi hình, đến khi hình ảnh xào sạc đầy bông tuyết xuất hiện, cô cũng không tắt đi, mà lâm vào trầm tư. Lạch cạch, khóa của vòng tay tự nhiên lỏng ra rơi trên bàn. Tâm của Tô Vãn Lạc cũng theo tiếng vang này mà sợ hãi không thôi, câu nói kia của ông chủ tiệm bảo vật còn vang bên tai làm cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Ít nhất thì băng ghi hình không thể tự chạy ra ngoài. Đang lúc tự diễu thì những bông tuyết trên màn hình đều biến mất, sau đó những hình ảnh rõ ràng lại xuất hiện. Trước tiên là kỳ kỳ xuất hiện, trên mặt không lộ vẽ ngọt ngào, mà mặt mày tỏ vẻ khinh thường, vãn vãn. Có lẽ câu không không xem tới đoạn này đâu, nhưng chúng mình vẫn muốn nói ra, thật ra chúng mình chán ghét làm bạn của cậu. Đúng vậy, cậu là lớp trường, thầy cô thích cậu, không lấy lòng cậu sao cậu cho chúng mình chép bài. Việc này có thể nói Hồng Từ dường như không hề có tâm cơ, luôn thích cười to, làm cho Tô Vãn Lạc cảm thấy được nụ cười của cô ấy giống như vầng thái dương, nhưng giờ khắc này đúng là rất chói mắt. Thật ra chúng mình đều rất chán ghét cậu, cậu mặc quần áo quê mùa, nói chuyện lại nghiêm túc, đi cùng cậu rất thấp kém. May mắn là sắp tốt nghiệp rồi, cuối cùng không còn gặp cậu nữa. Vẻ mặt xinh đẹp của Yêu Nhi nhìn thẳng vào màn ảnh lộ vẻ chán ghét. Nói thẳng như vậy, chắc vãn vãn sẽ chịu không nổi. Hì hì, sao lại như thế, chủ ý này không phải của cậu sao? Nhanh lên, cô ta sắp tính tiền xong quay trở lại rồi. Màn hình lại lắc lư, lại hiện ra bông tuyết, trong phòng chợt yên tĩnh, giống như những âm thanh tranh cãi ầm ĩ kia truyền từ một thế giới nào đó. Tô Vãn Lạc ngơ ngác ngồi tại chỗ cho đến khi băng ghi hình hoàn toàn quay lại từ đầu, máy móc dừng hoạt động. Các bạn đó đang nói đến cái gì? Vì sao một chữ cô nghe cũng không hiểu? Lúc trước làm bạn bè của mình không phải là các bạn đó sao? Tiếng máy khoan điện trên lầu vang lên không hề báo trước, Tô Vãn Lạc bừng tỉnh giữa ác mộng, cô ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu và ngực đều đau quá. Trong phòng khách, cha mẹ của Tô Vãn Lạc đang xem TV. Cha cô lo lắng nói: hai hôm nay vãn vãn rất lạ, sao con bé không đi tìm khả nha? Chắc là sẽ không, em vừa dọn dẹp phòng, tìm được băng ghi hình lúc con bé 15 tuổi, vừa đặt ở trên bàn. Mẹ cô vui vẻ nói, có lẽ con bé sẽ nhanh chóng tìm bọn kỳ kỳ chơi, đứa bé này từ nhỏ không có bạn bè, mới có thể xem một con chó quý giá như vậy. Thật không, băng ghi hình kia đã mất lâu lắm rồi nhưng đã tìm được. Đúng rồi, từ trước đến nay nó nằm trong hộp cờ vô nam châm, bằng ghi hình chắc đã hỏng rồi, chắc không đọc được nữa. Đá Topaz còn được gọi là hữu nghị chi thạch, đại biểu cho sự chân thành, vẻ đẹp và thông minh. Tượng trưng cho sức sống, có thể làm tan biến mệt nhọc, có thể khống chế cảm xúc, để dựng lại lòng tin tưởng và mục tiêu. Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010. tô vãn lạc ngồi trong phòng học hoảng hốt, hôm nay cô đi học rất sớm. Trong phòng ngoài cô ra không có ai cả. Nhưng nói đúng hơn có người đến sớm hơn cô rồi. Tô Vãn Lạc nhìn bàn học bên cạnh, túi sách nằm gọn phía trong, vì buổi sáng cậu ấy phải tập bóng rổ nên luôn luôn là người đến sớm nhất, cho nên chìa khóa phòng học vẫn luôn là cậu ấy giữ. Tô Vãn Lạc thu ánh mắt lại, nhìn băng ghi hình mình mang đến đặt trên bàn học, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cô lại tìm được vật bị mất lần nữa vòng tay rõ ràng đã rớt một lần nhưng băng ghi hình vẫn không biến mất nhưng có thể giữ lại cái gì chứ một lần nữa cô nghĩ đến tình bạn quý giá thật ra từ lâu thật lâu trước kia cũng đã bị vứt bỏ các bạn ấy biết mình rất yếu đuối lại rất cô độc mong muốn có bạn bè hơn bất cứ ai các bạn ấy nắm được nhược điểm này của mình ép buộc mình cùng cô trở thành bạn bè vài năm qua cô vẫn chưa từng thay đổi thậm chí ngay cả dũng khí tranh luận cũng không có giống như lúc cô biết khả nhạc bị cha vứt bỏ nhưng vẫn lựa chọn chạy trốn cô thật sự thật sự chán ghét chính mình như thế tô vãn lạc vô ý thức mà ngắm vòng tay trên cổ tay sau khi ngủ dậy vào sáng nay nguyệt quang thạch trên vòng tay đã biến mất nhưng lần này cùng hai lần trước không giống nhau đó là cô không phát hiện cái thứ gì đó mất đi đã xuất hiện ít nhất thì bây giờ cũng không có Tô Vãn Lạc đang ngẩn người, người ngồi cùng bàn ôm trái bóng rổ đẩy cửa đi đến. Sao hôm nay lại đến sớm vậy? Tô Vãn Lạc không tự nhiên hỏi han, mỗi ngày cậu ấy đều tập luyện đến trước giờ học. Hắn nhe răng cười nói, ở sân thể dục nhìn cậu đã đến. Cậu sao vậy? Sao lại đến sớm thế? Trước kia mỗi ngày đều đến muộn mà. Tô Vãn Lạc nhanh chóng cúi đầu, chân tay luống cuống mở túi sách, lấy ra cái ô mới mua, không nghĩ đến cậu ấy lấy ra ô từ bàn học. Cậu đó, tớ vốn chịu thiệt đưa ô cho cậu mượn, cậu lại quên lấy về. Hắn tức giận nói, may mắn là tới gặp được nữ sinh ở chung tiểu khu, nếu không thì không chỉ có chuyện tốt không làm thành, mà còn bị mưa to làm cho ướt sũng. Quay mắt về phía hắn đang lên án, Tô Vãn Lạc á khẩu không trả lời được, cô nhớ rõ mình đã cầm ô xuống lầu, trời mới biết tại sao nó nằm trong bàn học của cậu ấy chẳng lẽ là vòng tay thay cô tìm trở về? Mình, mình còn tưởng mình đã làm mất. Tô Vãn Lạc lúng túng nói, cái này là ô mới. Là mình định bồi thường cho cậu. Vẻ mặt nghi hoặc của cậu ấy trở thành hư không, lắc đầu cười ha hà nói, mình thật phục cậu. Sao cậu có thể mơ màng như thế? Vậy sao cậu trở về? Nghe tiếng cười của cậu ấy, mặt Tô Vãn Lạc càng ngày càng hồng. Cô không biết người cùng cậu ấy về nhà là ai? giống như cô không biết cuối cùng cô đã đánh mất thứ gì rốt cuộc là ô hay là hắn tô vãn lạc hèn nhát không dám mở miệng thậm chí còn cố ý xác nhận lại vòng tay có chặt không nếu lần này cũng như những lần trước cô cũng sẽ để mất đi rồi tìm về chứ cô ngẩn ngơ nghĩ rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu chú ý đến cậu ấy là khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống sân thể dục cậu ấy vỗ bóng chạy đến chỗ cô trên mặt nở nụ cười sáng lạn là khi cậu ấy đứng trước mấy ngàn người ở hội trường cất lên giọng hát là khi hai người không để ý nhìn vào mắt nhau có thể thấy hình ảnh của mình trong mắt cậu ấy từ đó về sau không dám nhìn ánh mắt đó nữa cô xác định lòng mình nhưng không thể xác định được tim cậu ấy giống như khả nhạc hoặc bạn bè trước kia cũng thế cô quá ngu ngốc vĩnh viễn không biết được mình là gì trong thế giới này có lẽ khi không biết được đáp án đối với cô mới đúng là kết quả tốt nhất làm sao vậy hôm nay cậu có vẻ không vui cậu ấy như đã nhận ra cô trầm mặc khác thường cô nhìn hắn lặng lặng hỏi cậu có một một đồ vật gì mà tình nguyện đánh mất nó cũng không muốn tìm trở về không ơ à, hắn không dự đoán được cô sẽ hỏi vấn đề này thôi hãy quên câu nói kia đi tô vãn lạc biết mình nói rất kỳ quái không biết như thế nào phải nói gấp cậu ấy trầm mặc một lát nhẹ giọng thở dài nói lúc còn bé tớ nhìn thấy cậu bé hàng xóm có chiếc xe điều khiển rất đẹp. Tớ rất hâm mộ, vì thế dùng toàn bộ tiền mừng tuổi để mua nó. Tớ ở bên ngoài chơi suốt buổi chiều, cảm giác thỏa mãn, cả đời không thể quên được. Nhưng khi về đến nhà, anh chị họ biết tớ vì chiếc xe này mà tiêu hết tiền mừng tuổi đều cười tớ là đứa mốc. Cũng nói số tiền này đủ để tớ mua ba chiếc xe giống chiếc này như đúc. Tớ vừa thẹn vừa hối hận, lúc ấy lớn tiếng khóc chạy ra ngoài cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu chiếc xe điều khiển đó bị tớ nhét sâu dưới thùng không còn lấy ra chơi nữa mỗi lần nghĩ đến việc đó tớ chỉ cảm thấy bị xì nhục và hối hận điều đó còn vượt qua cả việc chiếc xe điều khiển đó làm tớ vui vẻ cho nên có lúc tớ nghĩ chiếc xe điều khiển đó bị đánh mất cũng rất tốt như vậy ở trong lòng tớ nhiều lắm cũng chỉ là thản nhiên và tiếc nuối tô vãn lạc như ngộ ra điều gì nhìn cậu nhìn đến khi hắn không được tự nhiên mới đứng lên Thực xin lỗi, tớ đi ra ngoài một chút. Tô vãn lạc bỗng nhiên đứng lên, lao ra khỏi phòng học. Này, cậu lo lắng hô lên một tiếng, nhưng cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài. Cậu nhìn phòng học không bóng người, đem ý niệm gọi cô trở về đè ép xuống. Cậu cầm quả bóng rổ trong tay quang qua một bên, không phải ở sân thể dục gặp cô mới trở lại phòng học, mà không như trước kia, sẽ rút ngắn lại thời gian chơi bóng rổ một giờ. Cậu lấy sách vở từ túi sách, bắt đầu tập trung học. Cậu biết thành tích học tập của mình kém xa cô nhưng vì muốn học trung đại học với cô nên phải chăm chỉ học bài. Bởi vì đến lúc đó, cậu sẽ nói với cô ấy những lời mình không dám nói ra. Nguyệt Quang Thạch được gọi là luyến nhân chi thạch bởi vì hiệu ứng ánh trăng nên ở giữa bảo thạch xuất hiện một vầng sáng như ánh trăng, do đó được gọi là Nguyệt Quang Thạch. Từ vài thế kỷ trước, Nguyệt quang thạch đó là một trong những loại bảo thạch được mọi người yêu thích. Người ta tin nó có thể đánh thức tình cảm trong lòng, đưa tới những điều tốt đẹp, tình yêu lãng mạn như ánh trăng. Tô vãn lạc lao ra khỏi trường học, chạy đến cửa á xá mới ngừng được, thở phì phò một hơi. Cô nhìn vòng tay chỉ còn hai viên bảo thạch, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa gỗ được điêu khắc ra. Hoan nghênh quang lâm, âm thanh tao nhã của chủ tiệm đồ cổ vang lên, thấy người bước vào là Tô Vãn Lạc, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc, ngược lại cười càng sâu. Tôi muốn đem vòng tay này trả lại, Tô Vãn Lạc đặt vòng tay lên quầy, sau đó trốn tranh lui về phía sau từng bước. Mặc dù đang sáng sớm nhưng trong cửa hàng vẫn tối tăm, chỉ thấy ở cửa thấy ánh sáng của đèn lồng cung đình, nến trong đó lóe lên. Thật không, đã tìm được những vật muốn tìm về rồi sao? Ông chủ nhìn vẫn còn hai viên ngọc trong vòng tay, ánh mắt xẹt qua tia thất vọng không có tìm trở về tô vãn lạc lắc đầu lia lịa nói nhưng tôi không muốn tìm lại nữa thật vậy ông chủ nhíu mi cảm thấy thú vị hỏi có thể nói cho tôi biết vì sao không tô vãn lạc nhìn vòng tay đang phát sáng trong lòng cảm thấy vui sướng vì thấy bóng dáng của vài người bạn tốt đau lòng nói bởi vì tôi hiểu được những thứ mất đi chưa bao giờ thật sự thuộc về mình tôi sẽ không hối hận cũng sẽ không thương tiếc. Thậm chí cô không muốn ngồi cùng cậu ấy, chưa bao giờ đến gần cậu, sao có thể mất đi. Thật ra cậu ấy nói đúng, chiếc xe ấy chỉ đại diện cho thời thơ ấu, giống như cô vui sướng khi có vài người bạn tốt. Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra vấn đề ở chỗ nếu năm đó cùng cha mẹ nói chuyện về khả nhạc, mở rộng lòng để có được bạn tốt, sẽ không phát hiện ra sự thật đau khổ này. Nhưng không phải cô không biết gì cả mà cô chỉ làm đà điều trốn trong thế giới của mình. Vòng tay này không làm gì cả, nó chỉ cho mình thấy rõ quá khứ đã qua đi. Cô đã xem, đã xem rất rõ ràng, cho nên vòng tay này đối với cô không có tác dụng nữa. Đã hiểu được, ông chủ mỉm cười, như vậy, chúc cô từ nay về sau không mất thứ gì nữa. Tôi sẽ cố, tay Tô Vãn Lạc lén lút nắm lại thành đấm, kiên định đi ra ngoài. Lần này Cô muốn dùng sức của mình nắm chắc điều gì đó trong hiện tại, cố gắng làm cho tương lai mình sẽ không hối hận. Ông chủ nhìn bóng dáng kiên cường hơn rất nhiều của cô, như suy nghĩ điều gì đó, đến khi thân ảnh của cô khuất sau cửa sổ, không nhìn thấy nữa, hắn mới thu lại ánh mắt, cầm lấy vòng tay trên quầy, ung dung cẩn thận. "Uy, sao cậu lại cho cô ấy đi rồi?" Ở chỗ sâu trong tiệm đồ cổ, thân ảnh kia chậm rãi đi ra. Hắn mặc áo blau màu trắng, kiểu tóc thời trang, nhìn rất tuấn tú. Hắn ăn mặc hợp mốt, trên cổ có một sợi dây chuyền màu đỏ, phía dưới sợi dây có một thứ trang sức bằng ngọc, sáng bóng ôn nhuận, có khắc bốn chữ, trường mệnh bách tuế. Hắn ôm một chú chó nhỏ màu trắng, bên miệng có một nhúm lông màu đen trông rất đáng yêu. Ông chủ cười khẽ nói, cậu cũng nghe thấy chính cô ta nói mất đi thứ gì đó cũng sẽ không hối hận, cũng không thương tiếc. Còn con chó này làm sao bây giờ? Không trả cho cô ấy. Hôm qua cậu vội vàng gọi tôi đi cứu con chó này. Tôi chính là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ thu y. Chàng trai Tuấn Tú bất mãn lại nhảy, con chó trong lồng ngực đưa lưỡi liếm tay hắn. Ông chủ thấy thế cười nhạt nói, nhà của cô ấy không cho nuôi. Cho dù là trả lại, thì cũng đi vứt cho người khác. Nhưng nó lại thích cậu, cậu nuôi đi chàng trai tuấn tú cúi đầu nhìn con chó trong lồng ngực, nuôi mày cũng được. Nhưng tên khả nhạc này nghe quê mùa quá, gọi mày là Apache đi. Đối với việc đổi tên con chó, ông chủ cũng không quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là vòng tay lần nữa quay về tay mình. Hôm qua tôi nhìn cậu, không phải con rồng ở bên cánh tay phải sao? Sao hôm nay lại ở sau lưng? Bác sĩ nghĩ hôm nay chủ tiệm mặc áo màu đen kiểu áo tôn trung sơn, đến khi hắn xoay người mới phát hiện sau lưng ông chủ có một con rồng màu đỏ ở đó, chiếm toàn bộ lưng hắn, giống như hổ rình mồi nhìn chằm chằm của ông chủ, bởi vì may theo tinh xảo, ánh sáng chợt tắt thấy con rồng giống như đang sống. Cậu nhìn lầm rồi, ông chủ không quay đầu lại, thản nhiên nói. Không, làm sao tôi có thể nhìn lầm được? Bác sĩ kiên trì nói, cậu là bác sĩ sao có thể nhìn lầm quần áo chứ? hơn nữa con rồng trên áo kiểu tôn trung sơn này nhìn rất sống động muốn cho người ta quên cũng khó ông chủ trầm mặc một chút đây là bộ khác ngày hôm qua tôi mặc không phải bộ này nghi ngờ tạm dừng bác sĩ nhíu đôi mi dài chậm rãi tới gần ông chủ cẩn thận nghiên cứu con rồng trên áo hắn ông chủ đứng lùi ra tạo khoảng cách nói tránh đi đáng tiếc vòng tay của hương phi này chỉ khi bảo thạch biến mất mới có thể hoàn thiện Bỏ lỡ cơ hội lần sau muốn thấy ánh sáng mặt trời, chắc phải mất một hai trăm năm. Khóe miệng bác sĩ run rẩy hai cái, ngượng ngùng cười nói, cậu đó, cái này chỉ là hù người thôi, cứ làm như sự thật vậy. Ông chủ cầm vòng tay lần nữa bỏ vào hộp, quay đầu khẽ mỉm cười, tôi chưa bao giờ nói láo, thật sự. Lúc hắn đang nói chuyện, con rồng đỏ phía sau lặng lẽ nhe răng ra. Phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn